Dàn mỹ nhân Việt gặp sự cố khi đi thi Hoa hậu quốc tế nhưng vẫn đạt thành tích ấn tượng. Tường Sam, Thùy Dung, Trúc Diễm đều gặp phải sự cố nhưng vẫn tỏa sáng và giành được thành tích ấn tượng tại đấu trường Hoa hậu quốc tế. Sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, cô gái 19 tuổi Tường Sam nhận trọng trách mang chuông đi đánh xứ người và trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu quốc tế 2019. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, tựa thiên thần, cùng vóc dáng nóng bỏng và trình độ học vấn ngoại ngữ ấn tượng, Tường Sam được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu quốc tế 2019. Tại cuộc thi năm đó, Tường Sam mang tới bộ trang phục dân tộc có tên Rồng Chầu Mặt Trời. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng chầu về hướng mặt trời, thường thấy trong kiến trúc của người Việt, thể hiện cho uy quyền, ý chí và những giá trị cao quý nhất. Đặc biệt, chiếc mấn đi kèm với nhiều họa tiết được khắc họa tỉ mỉ, tinh tế, chính là điểm nhấn ấn tượng giúp trang phục của Tường Sam thêm lộng lẫy. Tuy nhiên, ngay trước thềm chung kết, Tường Sam gặp sự cố khi chiếc mấn trong bộ trang phục áo dài dân tộc bị gãy. Để khắc phục rủi ro này, người đẹp đã dùng kẹp tóc để cố định và nhờ tới sự giúp đỡ của ban tổ chức nhằm giúp chiếc mấn có thể hoàn thiện được sớm nhất trước khi bước vào vòng thi trình diễn trang phục dân tộc trong đêm chung kết. Với bản lĩnh của mình, Tường Sam đã được xướng tên nhận giải trang phục dân tộc đẹp nhất trong đêm chung kết, khiến cho các fan sắc đẹp Việt vô cùng tự hào. Bên cạnh đó, cô còn xuất sắc lọt vào top 8 chung cuộc. Một năm sau khi giành được giải Á hậu 2 tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2016, Á hậu Thùy Dung, đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu quốc tế 2017 ở Nhật Bản, Á hậu Thùy Dung mang tới cuộc thi bộ áo dài có tên Tiên Dung, lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống của dân tộc, kết hợp với hình ảnh quen thuộc trong tâm thức người Việt đó là con cò. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc mấn, hình ảnh con cò đang ấp trứng trên bụi tre, cách điệu tạo thành 5 vòng vô cùng độc đáo. Tuy nhiên, ngay sát giờ diễn, Thùy Dung gặp sự cố bị thủy đậu, khiến sức khỏe sa sút và không thể đổi chiếc mấn như ý tưởng ban đầu do quá nặng, khiến fan tiếc nuối. Theo tiết lộ của Thùy Dung, cô bị mắc thủy đậu do bị lây của bạn cùng phòng. Điều này được cho là ảnh hưởng rất lớn tới phong độ của cô trong đêm chung kết và khiến cô không thể lọt top khiến fan tiếc nuối. Mặc dù vậy, với những thể hiện ấn tượng của mình, Thùy Dung vẫn giành được giải thưởng Đại sứ du lịch Nhật Bản khiến fan tự hào. Năm 2011, người đẹp Trương Tri Trúc Diễm trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế ở Nhật Bản với kinh nghiệm thi thố sắc đẹp ấn tượng khi từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu trái đất 2007. Trúc Diễm được kỳ vọng sẽ lập thành tích cao tại Hoa hậu quốc tế 2011. Tuy nhiên, Trúc Diễm đã gặp một sự cố nhớ đời trong đêm chung kết. Theo đó, Trúc Diễm chia sẻ cô bị bạn chung phòng là đại diện Thái Lan chiếm dụng phòng vệ sinh trong nhiều giờ liền khiến cô không thể vào chuẩn bị đồ trước đêm chung kết. Dù phải trang điểm, làm tóc và chuẩn bị váy áo với thời gian hạn hẹp so với các thí sinh khác, nhưng cuối cùng, Trúc Diễm vẫn xuất sắc, lọt vào top 15 chung cuộc tại đấu trường lâu đời nhất nhì thế giới này.